bạn, giờ đây là toàn cảnh của chùa Sâm Râu thuộc về phường 5 thành phố Sóc Trăng các bạn ha. Đây là sân khấu ca múa nhạc mừng Tết cho chị Năm Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer Nam Tông thuộc về tỉnh Sóc Trăng. Đây thì ban ngày ha, mình lại quay ban ngày các bạn ha. Đây toàn cảnh của ngôi chùa. Và đây là bên bên đây thì ngôi chính điện các bạn ha. Thì bữa nay thì nói chung thì cũng có khách rất là nhiều, khách du lịch đã đến đây để mà tham quan. Đó, xe đang chạy vô là lia lịa luôn mà ha. Đây khung cảnh này của chùa Sâm Râu các bạn ha. Bữa nay nói chung thì mình sẽ qua đây mình quay cái video rất là ngắn thôi ha các bạn ha. Để cho các bạn biết là chùa Sâm Râu chuẩn bị Tết, là ăn Tết của năm nay của đồng bào dân tộc Khmer như thế nào. Đây toàn cảnh của chùa Sâm Râu ha. Đây là cảnh của chùa Sâm Râu. Đây là ngôi xe lá mà ha. Bây giờ hiện tại là xe du lịch vô rất là nhiều ha. Đây, rất nhiều. Đây là ngôi xe lá mà một trên một lầu ha. Ở phía bên kia là tượng Phật nằm. Phía bên kia là tượng Phật nằm, là nói chung là tượng Phật nằm lớn nhất của tỉnh Sóc Trăng. Nói chung là tỉnh Sóc Trăng ha. Rất đẹp các bạn ha. Đây. Rất đẹp. Đây là khung cảnh của ngôi chùa các bạn. Đó, để mình quay gần cảnh cho bạn xem. Thì bữa nay khách du lịch lại rất là đông luôn ha. Đó, rất là đông. Đây xe du lịch rất là nhiều ha. Để khách du lịch ra tham quan ngôi chùa cổ kính của đồng bào dân tộc Khmer Nam Tông thuộc về phường 5 thành phố Sóc Trăng. Đây khách du lịch rất là nhiều ha. Ta lại là check in. Nói chung là người ta lại là chụp hình lưu niệm, tham quan và chụp hình lưu niệm. Thì nói chung Phật nằm này thì cũng sắp hoàn thành ha, khoảng 80% các bạn ha, 90% ha, còn 10% nữa thôi sẽ hoàn thành. Đây toàn cảnh của ngôi chùa, bên kia là cột cờ và cây bồ đề. Đây thì chỗ Phật để mà dạng như thắp nhang cúng rồi đó bạn ha. Bên đây phía bên kia thì sư cũng đang làm ngôi sala, bên kia cũng rất là lớn luôn mà ha, khách du lịch rất là nhiều. Đó, đây mình quay toàn cảnh cho các bạn xem rất là nhiều. Ủa hai em bán gì à, em gái giới thiệu chương trình gì hả, trong chùa hả? Dạ cho phim. Anh quay YouTube mà hả, app xem phim á chú. Coi phim miễn phí luôn à? Dạ. Coi hết một bộ phim là được gửi một cái mã về á. Rồi. Quay phởn. Rồi, hiểu rồi. App Store ha. Mới lại tới nè. Dạ. Lại lâu chưa anh? Lại nãy giờ. Dạ. Quay vòng vòng, quay video ngắn à. Quay ngắn à. Nãy em quay được 3 phút. Dạ. Rồi đây khung cảnh đây của ngôi chùa, ở bên kia thì sư đang làm ngôi sala. Ngôi sala mới. Đây là cột cờ các bạn ha. Đây. Đây là cột cờ. Dạ đúng. Xem Mỹ TV em. Dạ. Xem Mỹ TV. Xem Mỹ. Dạ đúng rồi, chính xác rồi. Dạ. Ở đây của phường 5 thành phố Sóc Trăng. Đây toàn cảnh của ngôi chùa mà ha. Đây là cái khách du lịch mừng Tết trôi năm thơ mây của đồng bào dân tộc Khmer. Rất là nhiều khách du lịch luôn ha. Bữa nay mình để cái quay video ngắn thôi, dạng như là chùa Sâm Râu chuẩn bị Tết trôi năm thơ mây như thế nào cho bạn theo dõi. Giờ đây là phường 5. Nhìn rất đẹp á anh ha. Thật á, chưa xong ha, dưới xong nó mới đẹp á. Cái sông đó là rất đẹp luôn. Dạ. Cái sư nói 2023 khách lạnh. Nói hả? Khách lạnh giờ cũng kịp. Cái bu này dịch. Thì một năm sau á. Thấy chân sau á. Còn có chắc cũng để vô thôi. Dạ, để vô người ta làm ở ngoài rồi. Ta đi dễ ghim dây để vô giống chùa Tùng Lúc á. Ủa, chùa Tùng Lúc rồi đó. Có văn nghệ không vậy? Có anh.
tối có dân nghệ cũng người đông lắm á, người hôn chen nhau luôn á, người rất là đông. Đây chủ quán đây. Dạ rồi cho lâu dân mới vui, bây giờ lại hôm qua em đi nè. Rồi đây bán đồ mì nghệ, chủ quán đồ mì nghệ đủ luôn ha. Đây là toàn cảnh của chùa, ngôi chùa Sâm Rông. Đây có mấy phần năm ta? Có 3 hả? Có 2 hả? Ừ, có 2 gì vậy? Đây là thuộc về phường 5 thành phố Sóc Trăng á, nói chung mà không biết có mấy thôi. Nhưng mà đây là... Rồi hôm qua bây giờ lại lao về anh ơi, người á, anh ơi, hơn bơi ngó bên chị Vinh á. Quá đông. Dạ. Đây toàn cảnh của chùa Sâm Rông. Đây mình quay video ngắn ở đây, khách du lịch rất là nhiều nữa bạn ha. Đây. Đây khách du lịch nè, rất là nhiều nè. Rồi, rất là nhiều luôn. Yeah. Ý bánh đồ Khmer. À, cô. cô ở đâu qua đây du lịch đây cô? Không quê cô á, du lịch đây cô, ở đâu tỉnh nào à? Dạ 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 bạn khác. Cô vào đây lên trong này cũng biết là ngà. Dạ dạ. Trong này có hay thế là cũng có hay. Đây biết này là sư đang làm ngôi sa la mới đó bạn ha. Đó. Đây là khách du lịch ở bên ngoài miền Bắc, mấy cô nó ở bên Bắc. Đây là toàn cảnh của ngôi chùa. Mình quay video ngắn thôi ha. Quay video ngắn đây. Đây các bạn theo dõi là biết là cái chùa Sâm Rông hiện tại là chùa Sâm Tâm của đồng bào dân tộc Khmer như thế nào. Thì mình cũng xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi kênh Sâm Bị TV. Và các bạn xem, các bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ mình nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Ở đây là cổng vào cái chỗ ca múa nhạc ha. Chỗ ca múa nhạc chùa Sâm Tâm đây. Rất đẹp quá bạn ha, trang trí rất đẹp ha. Xua sẽ đây năm thứ mấy là kính chúc năm mới đó. Dịch lại tiếng Khmer là chúc năm mới. Xua sẽ đây năm thứ mấy. Rất đẹp. Thôi gì là clip của mình tới đây kết thúc rồi.